Người đàn ông này tên là Mai, một lập trình viên máy tính bình thường và cũng là một anh hùng bàn phím chính hiệu. Ở bất kể nơi đâu đang làm gì, anh cũng cầm chiếc điện thoại lên mạng bình luận khắp các diễn đàn. Hôm đó Mai tình cờ xem một livestream giết người vô cùng tàn bạo trên mạng xã hội. Mặc dù cảnh giết người vô cùng man dợ nhưng rất nhiều người có sở thích biến thái lại thấy hứng thú với livestream này. Mai bật chế độ anh hùng bàn phím, gõ vài dòng bình luận khiêu khích khiến admin của kênh livestream tức giận đáp trả. Tuy nhiên Mai không hề sợ hãi vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết được danh tính của mình thông qua trò chơi này. Không ngờ đối thủ tìm ra địa chỉ IP của Mai khiến anh có chút lo lắng nguy hiểm sẽ đến. Tối hôm đó có tiếng gõ cửa khiến Mai tỉnh giấc. Chưa kịp nhìn xem bên ngoài là ai thì Mai đã bị hất văng ra khỏi cánh cửa. Người đàn ông này là Victor, chủ nhân của tổ chức Skim chuyên livestream trò chơi giết người. Hắn đập vỡ máy tính sau đó tiêm thuốc mê cho Mai. Sau khi tỉnh lại, Mai hốt hoảng khi thấy hai khẩu súng bị đóng đinh vào tay của anh ta. Victor buộc Mai phải tham gia vào tổ chức Skim đánh bại đối thủ trong vòng 24 giờ. Đối thủ của Mai là Nick, nữ sát thủ nguy hiểm nhất trong danh sách những người tham gia trò chơi. Nếu từ chối tham gia đồng nghĩa với việc cả hai người chơi đều phải chết. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, Mai đã đối mặt với Nick. Cô ấy không nói lời nào, bắn súng liên tục khiến Mai sợ hãi vội vã trốn vào trong phòng. Anh cố gắng thuyết phục Nick không sử dụng vũ lực nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm. Mai nhảy qua cửa sổ ra bên ngoài rồi trượt xuống cầu thang ba chân bốn cẳng chạy thoát. Nick tức giận vì để đối thủ chạy mất bắn nổ máy bay gắn camera đang livestream. Cô ấy cố gắng bắn vài phát súng về phía Mai đang bỏ chạy. Thoát khỏi sự truy đuổi, Mai hét lên muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Tuy nhiên khi nhìn thấy hai khẩu súng trên tay anh ta, cảnh sát nghĩ Mai là thành phần khủng bố lập tức truy đuổi. Chạy đến một con hẻm nhỏ, Mai bị cảnh sát bắn súng kích điện ngã xuống. Trong lúc co giật, Mai vô tình nổ súng hạ gục một cảnh sát. Thấy anh ta chuẩn bị gọi thêm viện trợ, Mai vội vàng bỏ chạy đến công viên. Lúc này bạn gái của Mai chuẩn bị rời đi thì anh đã lẻn vào trong xe. Mai phát hiện ra Nick đã đuổi đến đây, hốt hoảng ra lệnh cho Nova lái xe rời khỏi công viên. Nick một lần nữa để đối thủ trốn thoát, tức giận bắn nổ tung chiếc camera livestream gần đó. Lúc này Mai kể lại mọi chuyện cho Nova nghe và rút hai tay bị gắn súng ra cho cô ấy xem. Không ngờ Nova lại sợ hãi đến mức lấy bình hơi cay ra xịt vào mặt của Mai rồi bỏ chạy. Mai cố gắng chui ra khỏi xe, trèo vào một thùng rác gần đó. Hành động này khiến cho người xem cảm thấy phẫn nộ. Kể từ khi Mai tham gia trò chơi, số người xem livestream của Victor ngày càng tăng. Vì vậy hắn quyết định tăng mức độ khó hơn. Sau một thời gian, Mai cảm thấy không bị ai truy đuổi nữa mới chui ra khỏi thùng rác. Anh ngậm súng vào miệng định tự tử nhưng một người ăn xin đã kịp thời ngăn cản. Ông ta nói rằng nếu tự tử như vậy chỉ là mặt của Mai bị bắn nát chứ chưa chắc đã chết. Người ăn xin còn đưa cho Mai mẩu xúc xích hết hạn ăn tạm để cầm cự sống qua ngày. Sau đó Mai đến công ty nhờ đồng nghiệp của mình khóa tất cả các thiết bị định vị trên điện thoại. Đúng lúc đó Nick lại tìm đến, không nói lời nào liên tục nổ súng hạ gục toàn bộ người trong văn phòng. Duy nhất chỉ có một đồng nghiệp vẫn thản nhiên đeo tai nghe lắc lư theo nhạc, hoàn toàn không để ý chuyện gì đang xảy ra. Mai cố gắng tránh từng loạt đạn của Nick rồi xuống hầm lấy xe bỏ chạy. Nick cũng cướp một chiếc xe máy tiếp tục đuổi theo Mai. Cả hai biểu diễn một màn rượt đuổi gay cấn trên đường phố. Cuối cùng Nick đuổi kịp Mai liền tăng ga lao thẳng lên nóc ô tô dùng bánh xe tấn công. Mai đành phải bỏ lại chiếc ô tô tiếp tục chạy trốn. Đến tối anh gọi điện cho Nova định nói lời tạm biệt thì đột nhiên Victor xuất hiện bắt cóc Nova. Hắn cảnh cáo Mai nếu trong vòng 24 giờ không đi tìm Nick thì bạn gái của anh sẽ phải chết. Mai không còn lựa chọn nào khác đành tiếp tục tham gia trò chơi. Tình cờ đi qua một bãi rác, Mai gặp hai tên xã hội đen đang giao dịch. Nhìn thấy Mai, cả hai bên đều hoảng sợ nghĩ anh là một cảnh sát ngầm được cử đến. Đúng lúc hai bên chuẩn bị nổ súng thì Nick lại xuất hiện tuyên bố ngoài cô ấy ra không ai được giết Mai. Sau đó một cuộc đấu súng khốc liệt diễn ra. Mai bị một tên xã hội đen truy đuổi trong lúc hoảng loạn vô tình bắn chết hắn. Đây là lần đầu tiên anh giết người và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó cảnh sát bao vây và bắt giữ. Trên đường đi cảnh sát trưởng DeGravis nói rằng muốn dùng Mai làm mồi nhử để bắt Nick. Hóa ra nhiều năm về trước DeGravis đã tiêu diệt băng đảng của Victor và tống hắn vào tù. Tuy nhiên vì bị tâm thần nên hắn được bảo lãnh và tìm đến vợ con của DeGravis để trả thù. Vì vụ nổ lớn nên DeGravis chỉ kịp cứu sống con gái, còn vợ và con trai đã chết cháy. Nick chính là con gái của DeGravis và là nữ sát thủ số 1 trong trò chơi của Victor. Cảnh sát trưởng muốn con gái trở lại bình thường nhưng vừa dứt lời thì đồng nghiệp bên cạnh bắn chết anh ta. Hóa ra người đàn ông này là tay sai của Victor. Sau khi giết chết DeGravis, hắn mở một đoạn video của Victor cảnh cáo Mai còn 30 phút để tìm Nick, nếu không hắn sẽ giết chết Nova. Thời gian không còn nhiều, Mai vội vã tìm đến chỗ của Nick. Lần này cô ấy không thể để mục tiêu chạy thoát liên tục nổ súng vào người của Mai. Khoảnh khắc anh ngã xuống, tất cả những người xem livestream đều phát điên cảm thấy không hài lòng. Sát thủ số 1 của trò chơi dễ dàng hạ gục một người chơi nghiệp dư là chuyện hiển nhiên. Để tránh bị cảnh sát chú ý, Victor cho người đến đặt xác của Mai vào trong túi để tiêu hủy. Đúng lúc ném túi lên xe, Mai bất ngờ tỉnh dậy hạ gục bọn chúng. Hóa ra Mai đã tìm gặp Nick và thuyết phục cô ấy hợp tác với mình tiêu diệt Victor. Anh cũng nói cho Nick biết cha của cô đã bị Victor giết chết. Mặc dù Mai đã mặc áo chống đạn nhưng phát đạn mà Nick bắn vẫn khiến anh bị đau. Sau đó cả hai cùng nhau tìm ra hang ổ mà Victor đang livestream để trả thù. Hai người phối hợp ăn ý hạ gục mọi đối thủ. Victor vì vẫn muốn thu hút nhiều người xem livestream tiếp tục cử những sát thủ hàng đầu ra đối phó với họ. Cả hai đến phòng điều khiển để Mai tìm ra chỗ Victor nhốt bạn gái anh. Nhưng anh vô tình thấy rằng những lời bình luận phản cảm trên livestream, máu anh hùng bàn phím trong Mai lại trỗi dậy. Mai giận dữ hét vào máy quay, sớm muộn gì họ cũng sẽ có ngày bị giống như anh ta. Nhưng những người xem có vẻ chẳng hề bận tâm chút nào. Vừa lúc đó một cô gái bước tới với vô số băng đạn quấn quanh bụng, hai tay cầm hai khẩu súng cực ngầu. Hai bên chưa kịp chạm